Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì nó là còn là king nữa ha. Dạ, gọi là king nữa. Là anh biết nó đức vua cỡ nào rồi. Vua thiên thần luôn. Rất là hộ báo, thiên thần rất là đắt. Trong cái nhập con này giá của nó dao động khoảng 1.000 đô và nó sẽ tăng giá theo cái size tăng lên. Con này nó lên cái size to bằng hai cái ngăn này cộng lại. Nhưng mà anh sẽ không nhận ra nó đâu, bởi vì nó lớn nó sẽ lột. Màu nó sắc nét quá các bạn ha. Được cái cá Mỹ mình thích cái màu sắc á, màu nào ra màu đó. Đây, nó khi lớn đây. Nó đó, nó khi lớn đó. Xíu xíu rồi. Baby cute quá. Rồi, mà con này thì khó nuôi, bên em phải đúc như con mòn vậy đó. Đúc luôn. Tụi tay cực kỳ chuộng con này luôn. Nó lớn không em hay là vậy nè? Vậy thôi anh, nó cứ vậy đó, anh thấy cái mỡ nó cứ vậy đi lùng sụp năng cả ngày. Người ta thấy càng to người ta tưởng nó kịp nhưng không phải, cái lực trong đó nó dồn để nó bắn. Khi mà một con cá khác lại gần thì cái càng nó chỉ cần bắn nó một cái thôi. Cá lật nước là những cá bất tỉnh ngay tại chỗ luôn. À đây là cái con King Angel, có nghĩa là Angel là cái họ nhà cá, anh hiểu. Bên cá nước mặn nó sẽ có cái họ cá là Angel. Angel Fish là cá thiên thần, anh nghe tên là anh biết đẹp rồi. Thì nó là còn là king nữa ha. Dạ, gọi là king nữa. Là anh biết nó đức vua cỡ nào rồi. Vua thiên thần luôn. Rất là hộ báo. Đây là một con mình nhập về và một trong những dòng cá thiên thần rất là đắt. Trong cái nhập con đây giá của nó dao động khoảng 1.000 đô và nó sẽ tăng giá theo cái size tăng lên và theo cái nguồn mình nhập về. Và bởi vì nhập từ trại sẽ có những trại uy tín và những cái trại nó không có đủ uy tín bằng. Thì thường người ta đã bỏ tiền chơi cá dòng cao thì người ta thêm một tí để con cá khỏe luôn. Đây là con cá mà em từng nhập cho khách của em. Là nuôi lâu lắm rồi và bởi vì nó hộ báo quá. Nó nhỏ vậy thôi nó quýnh lọc một lần hai con luôn á. Là cứ con nào cái dòng intro mà vô lãnh thổ nó là nó đập. Nếu mà không phải đàn em nó, còn nó chấp nhận là đàn em mới rồi thì không sao. Cá mới là nó đập to gấp đôi, nó quýnh lọc bụng luôn. Nhưng mà cá dòng khác nó có quýnh không hay là? Dạ không, nó chỉ quýnh dòng intro thôi. Nó chỉ quýnh dòng intro thôi. Anh biết intro fit là một trong những dòng cực kỳ đẹp luôn, giống như hồi nãy anh hỏi con màu xanh trắng có gì đẹp vậy đó. Con chim xanh là nó cũng là angel. Như đây cũng là một dòng angel nè. 1.000 đô bé này nha các bạn. Con đó 1.000 đô. Con đây thì rẻ hơn. Con này cũng đẹp quá trời. Con đây là con French angel, có nghĩa là thiên thần Pháp. Con đây cũng nuôi lên size đó. Thường mấy con đây size nó lên thì giá nó sẽ lên theo luôn. Mấy bé này mắt size nó to không ta? Con này mắt size em từng coi nha, đợt trước em qua bên Bangkok em có quay một cái hồ nó to mà chắc gọi bằng cái nhà đó, xong một mặt nó ốp thành kính để cho khách tới tham quan như thủy cung vậy đó. Thì người ta nuôi con này nó lên cái size to bằng hai cái ngăn này cộng lại. Nhưng mà anh sẽ không nhận ra nó đâu bởi vì nó lớn nó sẽ lột. Để em search cho anh coi nhé. Lớn nó lột cái màu đẹp lắm. Cái màu nó sắc nét quá các bạn ha. Được cái cá Mỹ mình thích cái màu sắc á, màu nào ra màu đó. Đây, nó khi lớn đây. Nó đó, nó khi lớn đó, thì người ta sẽ có một cái hình để tượng trưng cho anh dễ hình dung. Còn nhỏ nè, lớn nè. Nó lớn xài kịch khung rất là đẹp. Nhìn nó y như là một cái dải ngân hà vậy đó. Nhiều cái chấm chấm chấm. Một cái nền thì là đen xong rồi có rất là nhiều chấm chấm là nó đó. Khi mà lớn nó sẽ lột. Những dòng intro lột rất là nhiều, lột màu. Như cái con chim xanh nó lớn là nó lột thì cái màu xanh nó lại đỡ xanh hơn. Còn mấy dòng cao cấp đây nó lột hầu như là đẹp. Lột đẹp lắm. Quyền xanh nè. Dạ. Con này lớn nó còn lột nữa anh. Đã đầu rồi. Nó cũng có những cái chấm xanh xanh nè, như cái ngà nè. Dạ. Nhưng mà mấy con này thì thường là kén khách. Bởi vì giá đắt đỏ. Đắt đỏ. Có những dòng intro em từng biết lên tới 450 triệu một con. Là đợt đó một đại gia gọi là tài phiệt ở bên Bangkok họ đặt một lần 10 con. Ôi. Có người đi kèm riêng về với đàn 10 con đó luôn. Là 4.5 triệu. Đã không? Quá đã. Đẹp ha. Thú chơi à. Thú chơi của đại gia đấy. Nhưng mà con này nhìn ấn tượng hơn các bạn, mình thích con này. Dạ, con vàng đây, đen. Con này thì vài trăm đô thôi. Vàng đen, ngầu. Cũng là nhập. Đẹp đúng không anh? Quá đẹp luôn. Sức khỏe sức toàn bộ luôn. Đang ở trong gọi là tình trạng hoàn hảo á. Do đây là anh khách của em chuẩn bị đi gọi là phải đi qua bên Mỹ cái gì đi nửa năm xong về đó anh. Là sẽ không có ai chăm sóc hết. Cho nên là mấy con VIP như này gửi em chăm sóc, nếu mà được thì bán giùm anh về cái anh mua lại cái khác. Chứ okay. Thường rồi mấy con đây em không có order về sẵn vì vốn nó quá cao anh em biết rồi. Vốn nó cao nó chôn hết cái phần vốn khó kiếm khách nữa. Dạ. Phải biết chơi mới dám chơi. Ở này là con tan anh. Tan. Đó con tan. Anh biết phong bì không?
Không. Anh Tang là thường anh nhìn cái da nó láng lắm. Còn cái mang của nó, để cái mang nó là nó một cái vòng tròn đầy, nhưng mà khi mà con Angel á, anh đưa lên Angel em chỉ cho. Angel nó sẽ có một hai con dao, hai cái ngạnh. À. Anh thấy không? Giống người ta hay kêu là cái nanh heo á. Nó có hai cái nanh ngay dưới mang, anh thấy không? Đây nè. Rồi, rồi. Hai cái nanh. Con nào cũng có hết, cái Angel là có. Đây nè. Con này nanh rõ hơn nè. Đó, thấy nành không? Anh bắt không quen lên là nó quất cái nành xuyên vô tay anh á, vũ khí của nó mà. Còn bên này là hai cái tay bơi nó tròn đúng không? Dạ, con này là dòng tan, con này vũ khí nó là nằm dưới đuôi. Anh thấy dưới đuôi nó, cái ngạnh đuôi, cái khớp mà nối giữa cái đuôi với cái mình á. Đó, đó, cái phần trắng trắng nhô ra đó thì là con dao, nó biến như cái dao lam vậy đó. Những bạn không biết mới về hay lấy tay bắt trước em á, lấy tay đỡ đỡ lên thì em có thế. Anh không quen, anh đút vô mà nó dậy một phát là cái da nó sẽ cắt một đường là đi chảy máu liền luôn. Em bị nó cắt một lần rồi sau này em mới biết là nó là cái dao. Tùy theo con tang, có con tang mà nó tới đây là một bên một dao đúng không, là hai dao, có con mà một bên hai dao, thành bốn dao kép luôn. Ghê vậy. Dạ, nó dùng để đánh nhau á anh. Nó cũng tính gọi là lãnh thổ ghê lắm. Con này không phải trong đàn là nó sẽ dùng cái dao đó nó tát cho mặt nhau. Nó quay qua nó quật, quay qua nó quật một chập là con cá kia nó bấy luôn. Đẹp ha. Quả đúng anh, nó thú vị hơn, nước ngọt nhiều đúng không? Đúng rồi. Đặc tính nó nhiều. Nó nhiều dòng mà phải hiểu nó. Có con này cưng lắm nè anh. Nó nhỏ xíu xíu à. Chắc hiếm lắm anh mới quay được con này á. Đây nè. Xíu xíu à. Baby cuteo quá. Rồi, dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Hiếm lắm mới có cơ hội anh thấy đúng được rồi. Size ở đây nó có một mùa đây thôi. Còn sau này thì size nó sẽ lớn hơn. Mà con này thì khó nuôi, bên em phải đúc như con mòn vậy đó. Đúc luôn. Thường nó nhỏ mà ngoài tự nhiên về rồi em phải đúc. Nhưng mà khi mà ví dụ như nó ăn nấu rồi đó, thì tới lượt khách về họ chăm thì dễ hơn. Em biết là kỳ công rồi nè. Quá kỳ công. Em có bạn kỹ thuật riêng chuyên chăm cá mà. Tới giờ là không cầm được. Rị mọ từ chút một. Trong đây còn mấy bé Dory nữa nhưng mà lớn lớn hơn bé này hả các bạn? Dạ. Cái này gì? À con này con gì vậy? À con đây là con hải long anh. Hải long hả? Con hải long thì con đây thì anh thấy cái mỏ nó không? Ừ. Cái mỏ nó chuyên ăn mấy cái con động vật nhỏ, ví dụ như sâu bọ linh tinh, và những con sâu đó thường nó sẽ tấn công san hô. À, thả nó vô thì nó sẽ là nhà vệ sinh, chuyên ăn mấy con sâu bọ linh tinh đó ở trong con san hô. Thường là con san hô cứng, những cái dòng san hô cứng hay có những cái con sâu rất là khó chịu. Mà anh điếp thuốc cũng không được, mà anh không có cách nào anh bắt ra hết. Thì đây là một trong những cách gọi là thiên địch. Để con bằng lại, tụi tay cực kỳ chuộng con này luôn. Nó lớn không em hay là vậy là thôi? Vậy thôi anh, nó cứ vậy đó, anh thấy cái mỏ nó cứ vậy đi lùng sục năng cả ngày. Cưng không? Quá cưng. Nó giống kiểu cá ngựa anh. Đúng rồi. Gọi là hải long. Nhìn như con rồng á. Dạ. Đợt clip này cái mỏ nó cứ chỉ xuống cái tầng đáy nó. Dạ. Cứ rà đúng không? Mấy bạn thích con này lắm. Đợt con này em up lên trên Facebook được 2.000 like luôn á. Ồ. Mọi người tương tác quá trời luôn, thích con này. Mắc không em? Có 100 mấy à. Ngàn mình đó hả? Dạ. Ngàn mình đó hay dạ đó. Đúng rồi, 100 mấy ngàn của mình. Ồ. Từ 120 tới 150 tùy theo mùa. Rẻ ha. Dạ. Này nuôi bầy chắc cũng vui à. Còn con tôm bên này, con tôm gì mà cái càng to quá em? À, tôm này phô. Đây nè. Nó bị xanh mất tiêu rồi, để em lấy cái len cho anh nhé. Lấy cái len nè. Đây là rong nho đang nuôi nè các bạn. Rong nho vừa nuôi vừa là nguồn thức ăn luôn. Đây nè. Hồi nãy anh đưa lại cái len mấy đứa đó hả? Nãy mấy chủ lúc buồn có lấy ra nhậu luôn không? Đây là san hô. Để em vệ sinh lại xíu nha, để cho tụi nó ăn hơi dơ. Ok. Đây chúng ta. Con tôm này là cái một thấy tay lớn tay nhỏ thôi, một cái càng lớn càng nhỏ em. Dạ, con tôm đây người ta gọi nó là con tôm súng lục. Súng lục. Dạ, con tôm súng lục thì có thể tí em về em gửi cho một cái hình ở trên Google anh cứ tra giúp em nha. Toàn bộ tụi nó là cứ có một cái càng lớn, có một cái càng nhỏ như này. Thì cái càng lớn á, nó có khả năng rất đặc biệt, đó là khả năng bắn.
Người ta thấy càng to người ta tưởng nó kịp, nhưng không phải, cái lực trong đó nó dồn để nó bắn. Nó tạo ra một cái áp suất nước rất là lớn. Khi mà một con cá khác lại gần thì cái càng nó chỉ cần gọi là bắn ra một cái thôi, cám lực nước là nhân cá bất tỉnh ngay tại chỗ luôn, lật ngửa luôn, và nó lôi ra hàng nó ăn. Và đây là cái cách tấn công của nó, về cái lực nó người ta tính là cái nhiệt lượng cực kỳ lớn luôn. Có thể gọi là so được với con tôm tôm càng búa anh, con tôm mà hay đấm bể vỏ sò thì con này cũng ngang ngửa với nhau. Đây là một trong... anh nhìn cái càng anh cứ tưởng là nó kẹp. Thông thường mình nhìn vô suy nghĩ là như nó kẹp mà, này nó bắn nè, nó bắn cái lực ra. Thật sự là bắn, bởi vì khi nó tấn công á thì anh sẽ nghe được cái tiếng tắt. Anh nghe là tắt một cái thì khi mà các nhà khoa học họ đo sóng âm á thì họ mới tính được đây là một cái lực rất là khủng khiếp từ cái càng nhỏ của nó. Thì em nói hơi khó hình dung, anh có thể chia giúp em một cái đoạn short clip là tôm súng lục ở trên YouTube là có thể ra được cái dòng này, người ta nghiên cứu rất là nhiều. Nhưng mà ở trong nước mặn á thì người ta chơi, bởi vì cái đặc tính thú vị của nó là nó sẽ sống với một con cá bóng nữa. Hai tụi nó sẽ là bạn thân với nhau. Để em cho anh coi nhé, đi nó bên đây nè, sau lưng anh luôn á, nó sẽ có con bóng nhưng mà đi từ từ thôi, nó rất là nhát. Anh thấy nó mới phi không? Mới phi đâu đây nè. Nó mới phi á, thì từ từ nó sẽ ra. Thì cái con bóng nó để em kiếm ra thì anh mới hình dung được. Tụi nó chơi thân với nhau thì sẽ giải thích lý. Nè. Từ từ. Anh sẽ đến ngay góc đây nè. Nó sẽ ra nó nhiều chuyện. Bây giờ thì em sẽ giải thích cho anh coi. Chơi mấy con này nó hơi cực là vậy anh. Nó có những dòng đặc tính của nó rất là dị. Rình mò nó. Đâu phải rình mò nó, thường á. Bởi vì nó hay núp như vậy cho nên chơi những con này người ta hay để xây nhà cho nó. Sát mặt kính và người ta xây sẵn nhà để tụi nó đừng có tự xây. Thì lúc đó tụi nó sẽ ở đúng chỗ mình ngắm. Bây giờ nó không ra thì em không giải thích cho anh em được đó, để em sạch cái hình tượng chân nha. Tức ghê. Đúng là mình phải hiểu cái đặc tính của từng giống loài đó các bạn. Thì mình sẽ quan sát, mình sẽ thấy có những cái hành vi rất là thú vị luôn. Và đó là cái gu chơi của mình, là mình thích quan sát hành đây vi đây đây loài. Thôi mình coi tạm hình, anh chụp nó ra cái đi, anh quay cho mọi người coi sau nha. Đây thường thì nó sẽ như này. Người ta gọi là Yellow Watchman với lại là Bistom Shrimp. Bistom là giống như là tôm súng lục á anh. Bistom á. Dạ là tôm súng lục. Và con cá đây nó sẽ đi bạn chung với nhau như này. Thì bạn vì sao là bạn? Bởi vì khi mà tụi đây nó con này còn muốn nấp hết á. Tụi nó sợ tấn công vì nó nhỏ mà. Thì khi nó đào hang á, ví dụ con cá đào thì con tôm lên đứng cảnh giác. Con tôm đào thì con cá đứng cảnh giác. Có cái con nào lại á thì một con nó tung nó chạy thì con kia chạy chung luôn. Để rút hết vô trong hàng. Thì con này săn mồi thì con kia canh, con kia săn mồi con này canh, và nó đi dính chung với nhau miết vậy đó. Hay vậy ta. Anh bắt thì anh sẽ bắt được một cặp cả cá với tôm luôn. Ôi tạo quá hay quá ta, cho một đôi bạn nhưng mà khác loài với nhau. Đúng không rồi. Phải là cá luôn. Đúng một rồi. Con tôm một con cá mà là có thể gọi là hòa thuận với nhau ha. Đó, nè, rất, sinh tồn. Rất là nhiều dòng, cứ cá là có tôm, cá là có tôm. Đó, rất là dễ thương luôn. Ở nước ngoài thì người ta chuộng lắm, ở Việt Nam thì mình chưa có phong trào. Bởi vì chưa có ai gọi là phong trào, thứ nhất. Thứ hai là vô xóm, bây giờ anh em vô nó núp hết trời. Có đâu nữa mà biết là có dòng đó. Thì thường là mình sẽ không có đủ cái thời gian để mà mình giới thiệu khách hết. Nhưng mà hai bạn này ở trong hồ thì nó có chức năng gì không ta? Hay có là có cái... Thường thì anh chơi cá biển á, nó sẽ thú vị ở cái là đặc tính của cái dòng san hô, dòng tôm và dòng cá. Thì khi mà vào ngắm á, nó sẽ có một cái thú riêng của nó. Mình sẽ ngắm tụi nó là đứa thì đào phòng, đứa thì đào, rất là buồn cười, lúc nào cũng vậy á. Như có nhiều thế giới trong cái đại dương này, dạ, đúng không? Có đúng thế rồi. Giới san hô, thế giới cá biển và có những cái thế giới cộng sinh đúng thế rồi, này chứ đó. Không phải đơn giản là con cá bơi qua bơi lại không, mà mình sẽ hiểu được là thế giới nó vi diệu lắm. Đúng rồi. Nó giống như con Nemo với hải quỳ vậy đó, tụi nó cộng sinh với nhau. Hay, quá hay luôn. Ít quá, bữa nay khách bắt hết trơn rồi, mấy bữa nhiều nó không có chỗ nấp, nó lắng nhau lọt ra ngoài để mình coi được. Không sao, mốt anh quay lại tiếp. Này con gì em? Con đó là con bò chuột hoặc là nóc chuột. Con đó khi mà anh chọc nó vậy nè thì nó phồng lên như quả banh vậy đó. Rồi giống cá nóc hả? Dạ đúng rồi ạ. Anh biết cái đó rồi. Nhưng mà bên đây có con hay hơn nè, anh quay qua đây nè. Sao nhiều con hay quá vậy? Ôi con này con gì? Con này là con bò hòm. Cá bò hòm hả? Anh coi clip người ta hay kêu con cá mà ngon như thịt gà, người ta hay nướng là nó. Nó dễ thương vậy mà nỡ ăn đấy. Thôi đó, nó như cái hộp ở bên nước ngoài gọi là Yellow Box Fish, có nghĩa là một cái hộp màu vàng.
đặt tên như vậy luôn và nó bơi như có hộp vậy đó. Cá gì đúng vậy luôn các bạn. Con này nó có cái trò mất dạy lắm, anh đứng gần nó ghé nó phun nước anh á. Ồ vậy hả? Dạ. Đâu thử một cái coi. Anh xui tùy tùy lúc rồi anh, tùy lúc rồi. Hồi nãy nó mới phun anh thấy không? Nó dị quá các bạn luôn anh, nó dị. À, chắc là cũng mọi người đã thưởng thức cái món này hồi rồi nhưng mà đó. Nó như người ngoài hành tinh vậy các bạn. Đúng rồi, anh dùng từ đúng rồi đó. Ý như người ngoài hành tinh luôn, có hai cái râu chĩa lên cho anh thôi. Khi mà mọi người tới đây thì luôn nói là như bên ngoài hành tinh á. Từ những con san hô phát sáng này như ở phim Avatar, thêm những con này nó bơi rất là ngộ. Thì do dưới nước thú vị lắm anh em. Quá hay luôn. À, anh quay thấy cái sừng nữa kìa, đó nó tương tác với anh đó. Nó khôn lắm á. Thấy không, nó xin ăn đó. À, mấy bé này cũng ăn, em cho ăn thức ăn hết hả, hay ăn mồi tươi? Thường là anh cho ăn tôm, anh chỉ có ăn tôm đông lạnh á. Anh rã đó, thịt là anh ăn rồi, nó không đến nỗi khó khăn mà anh phải cho ăn mồi tươi đâu. Nó không giống như săn mồi nước ngọt, anh phải thả cá mồi các kiểu. Nhưng mà ví dụ anh muốn cho ăn tiếp cũng được, anh thả tiếp nước ngọt á. Anh thả vô là anh sẽ được quan sát nó săn mồi. Do qua tự nhiên nó là như vậy mà. Ăn sang lắm, ăn toàn tôm với tép luôn. Là biểu sao thịt nó không ngọt. Chung quy cuối cùng đó cũng là con người vẫn là cuối của chuỗi thức ăn đúng không? Con người mình vẫn là cuối cùng của chuỗi thức ăn. Thôi cưng ghê rồi, thấy không? Đó. Dễ thương. Thôi em có con cá mập tre á, nuôi nó thì dễ lắm, nó còn không có mắt mà nuôi nó hào má ơi luôn. À. Không ăn cái gì hết, mình phải xuống xoa đầu đút cái mực á anh. Anh mua mực anh sắc lát ra anh đút mực sống cho nó ăn. Vậy luôn. Chạy luôn á. Cũng khó hầu hạ dữ. Dạ, cho nên là mấy anh đó nó không có phổ biến nhiều để mà anh thấy. Con cá này đúng ngộ luôn các bạn. Hôm bữa anh Nam Mai qua shop em, anh Nam qua shop em có thấy con cá mập nào không? Chưa, lúc đó anh vừa dẹp cái hồ cá mập à rồi. Vậy hả, để qua năm em sẽ nghiên cứu xích đúp lại để cho hay á, hấp dẫn do đó. Là em ngắm thì nó bị nhàm nhưng mà mọi người thì em nghĩ là một trải nghiệm khá là thú vị đúng không? Đúng rồi em sẽ nghiên cứu xích đúp lại. Cái này còn lớn nữa mà đúng không ta, còn lớn lắm. Dạ đúng rồi anh, nhưng mà tùy theo size anh, tùy theo cái họ nhà nó thì mình không thể nào biết hết họ nhà nó được đâu. Cũng có sừng như vậy nhưng mà nó lại có màu cái đổ màu khác, màu tím đổ màu trắng hay là vàng full. Hình như là anh cũng thấy những cái bạn cá bò hòm này rồi nhưng mà dạ. Nó không có sừng, có loại không đúng có sừng rồi, đúng không? Đúng rồi, có sừng, không có sừng rồi có con nó lại màu đen thui mà nó lại nổi chấm trắng lên. Đúng rồi. Đẹp lắm. Anh thấy con đó đó, không có sừng mà đen nổi chấm trắng. Dạ, đây là hiếm, nói chung là hàng hiếm. Nó hiếm thì không hẳn nhưng mà ví dụ anh cho anh thích quá kiếm anh con thì em kiếm không có ra. Nhưng mà lâu lâu một ghe về lâu lâu nó sẽ có được hên, một vài con. Nếu mà hên là gặp đúng không? Dạ. Có lúc loại này có lúc loại kia. Dễ thương ngộ nghĩnh. Quá ngộ nghĩnh luôn. À có con này nó xấu nhưng mà nó được vị lắm nè. Hơi xấu xíu. Con này là con cá mà gọi là con cá gì? Không phải cái gì, cá nâu. Cá nâu. Nước ngọt, anh chơi nước ngọt rồi sẽ biết con cá nâu này. Ồ cá nâu mà gọi là cũng hay được đưa lên bàn á hả? Đúng rồi. Nó giống cá chim đúng không? Chính nó luôn. À nó đó. Nó sẽ sống nước mặn và cả nước lợ nữa. À. Khi nó lớn size lên thì người ta nướng và đặc biệt nướng thơm lắm. Công dụng của nó là công dụng là thơm. Khi mà những con size mini này nè trong hồ này nó ăn rêu cực kỳ tốt. Anh không có con nào ăn rêu bằng nó đâu. Anh thấy không? Thấy cái máu tò mò nó chưa? Và đặc biệt là có một con quỳ hại. Ở bên nước mặn là nó có một cái dòng hải quỳ mà nó tự sinh trong hồ. Có nghĩa là anh vô tình anh đưa mầm nó vô và nó sống rất là khỏe. Nó lên xúc tu vậy nè và nó sẽ nhân bản giống như vô tính luôn, giống như anh lỡ mà anh chích nó ra nó nổ ra nó sẽ có bào tử ở nó bám nhờ khác nó lại ra một đàn quỳ hại con. Và khi mà nó lớn lên nó xúc tu nó có độc, nó chích con san hô của mình, thậm chí là nó bắt những con cá nhỏ luôn. Và nó xâm chiếm hồ của mình thì đây là một trong những thiên địch. Nó sẽ đi ăn lời bao nhiêu là nó nhổ đầu bao nhiêu. Ok quá hay. Thì cá nâu đây thường anh em tìm để ăn quỳ hại nhiều lắm nhưng mà thường là hiếm có size nhỏ. Thường là size to nướng và đồ không có size đâu. Size này anh mới gặp luôn. Không mà con nó nướng ngon thiệt. bữa đi Vũng Tàu á em bao đăng em cũng mắc được mấy con này mà lớn á. Còn size nhỏ thì hiếm lắm, chỉ có thợ chuyên nghiệp á họ biết vùng nào thời điểm nào mới có được thôi chứ không phải lúc nào cũng có. Cũng đẹp mà đâu có xấu. Đẹp. Dạ. Cho nên nhiều lúc á ví dụ anh chơi đi em kêu anh bắt về đi chứ nó hiếm lắm, cái anh kêu anh nghĩ giống bụng nó đầy. Mấy bữa nữa bắt cũng được nhưng mà thật sự là mấy bữa nữa là phải qua đúng một năm sau vô lọt vô mùa này nó mới có lận. À nó theo mùa luôn. Nó đi theo mùa luôn. Ok. Đó, ok. Còn cái này gì em?
À, con hoàng đế anh. Hoàng đế. Đó là, anh nhìn đi nó có cái ngành ở dưới á. Đó là anchovies. Thật sự em nói ra thì hơi buồn cười nhưng mà con đây ở bên khu vực Bình Thuận người ta gọi là cá nanh heo và là đặc sản như đó. À nanh heo, đặc sản luôn hả? Ừ. Ủa dạ. Vậy? Ủa đúng không anh? Thật sự là ở bên Việt Nam mình họ không biết cái cách để khai thác kinh tế về cái sinh vật cảnh của tụi này, người ta thường người ta không có kỹ năng mà người ta dưỡng anh. Người ta không có kỹ năng dưỡng cho nên là mình phải gọi là đào tạo luôn á. Nhiều quá trời mình phải xuống mới đào tạo người ta luôn và nó mới có giá trị. Anh biết con đây một con giá rất cả triệu. Mà người ta nở lông nào người ta bán ký nướng lên. Ổn ha, không cái đó mình phải gọi là có hướng dẫn dạ. Đồ để nhiều nó... lúc cũng không trách được anh do không có ai thu mua mà nó đúng ngon rồi. Thì người ta ăn thôi đúng nó rồi. Ngon thiệt. Bữa em xuống em được đã rồi nó xong. Trời ơi, chỉ mà cái cách khai thác á đạt hiệu quả kinh tế biết bao nhiêu không mà đẹp nữa. Dạ. Đẹp quá. Uổng đúng không anh? Anh thấy trong nhà mà một con cá y như cá nhựa luôn. Quá uổng luôn. Cái này như ninja rùa ha. Dạ. Có đeo cái mắt kiến giống như gì Batman. Anh thấy nó dạng không? Nó đang kè anh luôn kìa. Kè luôn hả? Nó kè ngang người luôn kìa đó không? Đâu có sợ anh đâu. Mà sao bơi nghiêng nghiêng ta? Nó kè anh đó. Kè hả? Nó xin ăn rồi nó kè là nó sâu ra vậy. Những con này khi mà nó ăn ở trong những cái hồ lớn em quan sát là thấy khi mà nó ăn nó lật ngược người lại. À. Nó mổ người nè. À. Nó gặp mình thì nó bơi nghiêng. Bình thường di chuyển thì nó bơi thẳng. Nó bơi ngang là nó hay tò mò hay là gì đó để nó bơi như này. Này gọi là ga dẻ đi, sửa tướng rồi đó, gặp người đi nghiêng rồi. Nguyên một bầy Nemo luôn nè các bạn. Dạ. Đàn Nemo, bé Dory. Thôi qua mình qua bên showroom em đi nha. Ok. Qua bên okay. Studio nha. Ừ, up em. Anh thấy con đây là không? Con này con gì em? Con này là con anchovies, là cái con chim xanh hồi nãy màu trắng màu xanh anh hỏi em á. Thì lúc mà lớn nó thành vậy hả, lột thành vậy hả? Nó lớn nó lột thành vậy đó anh. Thật sự là tùy theo vùng biển nữa, em thấy có vùng biển cũng size này mà nó chưa lột. Nhưng mà có vùng biển thì cái size này nó đã lột rồi. Có con lột đẹp, có con lột xấu nữa. Nói chung lột ra thấy không bằng lúc nhỏ ha, lúc dạ. Nhỏ nhìn nó sắc nét hơn ha. Đúng rồi, nó nuôi tụi này nó thú vị lắm anh. Anh thấy không, nhìn nó cũng lạ. Này là chưa có đèn vô á, đèn vô chắc là nó đẹp, còn đẹp hơn chút. Dạ đẹp hơn chút, nó phát sáng được một tí. Cái viền nó sẽ phát sáng. Đây là cái rong nho em cho bé nó ăn ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thường thì ai cũng chơi đẹp, mình chơi con xấu khi thì lại điểm nhấn. Ok các bạn. Coi như là nãy giờ tham quan được riêng giới thiệu những cái bạn cá rất là xinh đẹp ha, về những cái tập tính sống và những cái cách nó vận hành, cách nó tương tác, cách nó gọi là cộng sinh với nhau ở trong đại dương, phải nói là rất là hay luôn. Dạ. Thằng Kiều những cái chia sẻ của em nha, đây là những bạn cầu gai giả thôi. Thầy. Dạ. Giả đó anh. Giả. Dạ. Ok. Rồi bây giờ là Rin sẽ dẫn mình qua bên kia sẽ coi những cái hồ mới xịn sò bên kia đúng không? Cái đó là phòng studio. À, là phòng studio. Em không tiếp khách bên đó. Ồ. Và chị để anh em quay lại tư liệu những cái bộ hồ em setup nó phát triển như nào á. Thì anh em media mới được qua đó thôi. Thì em sẽ dắt anh đột nhập ra đó. Lại là vinh dự nữa rồi. Thank you em. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye mọi người.